Đó. Ừ, anh Cương bây giờ chào con bác chưa chuẩn nha. À, cái cặp vợ của anh Cương nè, sáng nay nè quýnh thiệt chi ôm ông kia quýnh thiệt luôn, trời quýnh xa đứa nít vậy đó, còn bầm dập là chân nè. Hai anh em là phim này là tè tua chăm vậy, nhưng mà của chồng ít hơn của anh hai nè, bầm nè, bầm nè hai nè, nãy giờ đỡ anh cái này dạ, bầm của anh nhiều lắm hả? Dạ này cũ này té. Anh Đức, anh vậy là anh đi đất rồi, anh Đức. Cái tôi mệt ghê cái cảnh này, nói nào không? Anh ơi, vậy là anh đi rồi, anh Đức được rồi, còn anh đi, anh không. Rồi quay, chơi, không cười nha. Quay, mày. Ra đây, tập trung nha, rồi. Mày chạy gì? Anh ơi, em phải nước tới rồi, anh Đức. Anh Đức, vậy là anh đi nước rồi hả anh Đức? Em xin lỗi, em xin lỗi, mày nước tới trễ rồi anh Đức ơi. Mày chạy. Mày chạy. Mày chạy. Đi xe chưa này. Chuẩn bị. Từng cái. Mày. Từ đầu đúng không? Cái này hả? Quay kia thôi. Mày đang chạy. Mày đang chạy đi. Em đưa đứa cho anh mà. Chứ còn anh tỉnh dậy luôn. Ủa này. Này chưa chết hả? Nó chết tao nhà bộ bạn nè. Thôi mà. Ông sao chó nè. Lộc ơi. Lộc mày em ơi. Lộc ơi. Lộc mày. Lộc. Miếng da bạn ơi. Trời cái chảnh. Quýnh bắt giờ đi bệnh viện luôn bây giờ. Quýnh hết máy rồi đó. Cái này giao hộ không mọi người? Hả? Rồi quạt vô quạt. Cái tay quạt không rồi kêu quá chen vô nè, bộ bài nè, máu tay con mình cả ngón tay bên đây nè, máu mày đâu đâu cho nó còn bóng bóng lên đó, ý là nó khô rồi đó. Rồi mày máu bóng không mọi người? Dạ lấy lửa lao nữa bạn, lấy da tay nãy á. Mỗi khi mình đi quay nè, mình xin biến huyết đi buồn máu. Trời ơi, mày xin lên cái này. Một quẹo.
tay đúng không hả? Rồi. Hai gấu đi, hai gấu à. Từ chỗ này vô đúng không? Ba mắc béo chứ. Ba ba nè, đảng con béo chứ. Từ dưới đưa lên nha, đưa lên đây tại đây đúng không? Má dài. Rồi, má dài. Không thấy mình đâu đúng không bạn? Không thấy. Má dài, má dài dễ góc luôn. Anh ơi, anh ơi. Thôi. Kẹt. Cái này tay anh rút ra hả? Rút ra đi lâu ơi. Cái tay này. Móc bộ bài ra. Có người có tận tay này không? Không. Bộ bài anh. Bộ bài lên móc ra thôi đúng rồi. Đúng rồi. Vạch lên móc ra. Bật lên. Anh muốn chơi coi cái này nguy lắm. Rồi mai. Mai dạy. Lại là quá việc ba đầu. Rồi Diễn. Ủa? Anh ơi. Anh không chết hả? Sao chết được mày? Nhờ con bộ bài. Thấy mặt tôi lên. Người cao quá thấy. Cao quá thấy anh ơi. Kiện thấy mặt không? Không. Ok. Không lấy mai rồi đã. Không lấy đâu. Đù cái đó phải coi. Vậy là cái áo cái lũng à. Đương nhiên. Vậy là cái áo không phải lũng nha. Cái gì cắt cái áo. 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 Trời ơi, cái cảnh này là đúng một bên lại một luôn. Của tập cuối luôn. Dài cái nó khủng khiếp luôn. Tập 6 là nguyên cái này trường đoạn luôn. Một trường đoạn nha, ba mấy phân đoạn liên tục luôn chứ không phải là một phân đoạn. Nhưng mà lát nữa còn phải trao cấp cứu rồi đúng không? Là một phân đoạn. Bây giờ cho mấy bà vô luôn, vô hết đây luôn. Đã xíu xíu rồi mấy bà chạy vô luôn. Sau đó còn cảnh mình đi đường làng nữa không? Bây giờ là anh xong rồi đi tắm rửa chút đi, xin cô vô đây là tắm rửa đi chứ. Người nó chua, người anh Cương bây giờ nó còn hơn chấm nữa mọi người. Không biết đi anh Cương đâu anh vậy? Anh Cương lại chỉ có chị Mộng Trinh là đi nằm thương. Nãy giờ không có làm gì á, nằm ngủ ăn bám thịt bánh tráng thôi. Anh là mùi giấm còn đang mùi hộp vịt thối. Khổ lắm. Nè. Sáng giờ đánh đấm. Sư phụ ông đồ đệ tất này đã khiến sư phụ thất vọng rồi. Hay tạm gác lại chuyện yêu đương để làm dạo nha. Nó coi nè. Thấy cái lũng không? Lũng có chút ép nè. Coi. Có xíu quá. Rồi để cao lên xíu. Tạ tả nha. Mày em thích rồi. Má em thích rồi. Má chạy. Không, cứ diễn. Rồi, má chạy chưa? Thích chưa? Rồi, má đang chạy. Thích rồi, chưa? Diễn. Diễn. Hai bọn em chưa chết hả? Tao chết mày. Có một bạn nè. Ok. Rồi tiếp theo. Rồi bây giờ là mọi người ào vô à. Rồi bạn. Rồi bạn ào vô nè. Rồi mọi người vô gì đi. Sao mày vô? Em bị ướt quần rồi. À mấy anh. Ơ mấy anh hả? 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 Ok rồi. Các bà vô. Rồi rồi. Bà vô. Rồi. Không biết nước. Nói sao nè. Có thoại gì không? Có mất cùm cùm ơi không? Rồi. Thưa mọi người là sao một cái cảnh mà quá nhiều cảm xúc. Từ cái bất ngờ này tới bất ngờ khác và đặc biệt là cái cảm xúc và tình cảm của hai anh em cảm xúc động ở đây nữa. Và bây giờ mình thật sự mình rất thương anh Cương, mọi người coi này. Một cái cảnh xong là anh Cương anh tan nát cái hết luôn. Chăm nè. Coi chăm nè. Te tua luôn, bầm dập đánh đấm rồi khóc lóc rồi cười nói rồi đó. Đó. Ừ, anh Cương bây giờ chưa kể nha, cái cặp vợ của anh Cương nè, sáng nay nè quýnh thiệt chi ôm à, ôm ông kia quýnh thiệt luôn, trời quýnh xe hai đứa nít vậy đó, còn bầm dập là chân nè, hai anh em là phim này là tè tua chăm vậy, nhưng mà cô chăm ít hơn cô anh hai, nè bầm nè bầm nè, đây nè, nãy giờ đỡ anh, cái này da bầm của anh nhiều lắm không? Dạ, này cũ, này té. Rồi đầy đủ 5 chung luôn. Này có phải có oxy già nữa đây. Rồi thôi. Bây giờ hai anh em còn nghỉ xíu rồi quay cảnh khác cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là một trong những cảnh mà Chăm rất là thích của phim. Quay một cảnh mà cáo về xong rồi nó mới. Okay. 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 Okay.
Rồi mấy cận nha, mấy cận, con gấp gấp lên lên nhanh. Rồi mấy mấy nha, mấy ơi. Anh ơi, máy, nó sẽ cái móng rồi. Nào quánh thiệt mà đau tay máu quá à, má đỡ cho ổng má để cho ơi, để chị nhận nó nặng quá không? Cái máu. Má cái nhận đi má ơi. Ai không sao của má. Lên cất cho. Quay quay. Má. Rồi lên máy đi. Đây, để nói thật với mọi người là tại đó sao nữa, dễ thương cực kỳ luôn. Em không biết hả, tắm được chưa? Con tắm được chưa? Mình chồng vậy xong rồi đó. Phạm ơi, kiểm tra có còn gì không? Không, mình chồng hết rồi. Hết băng động luôn rồi đó. Thì hết băng động đó đó. Nhưng mà nó sẵn luôn. Ok rồi. Nói chung là cảm thấy ai thai vậy? Chắc. Hồi nãy lần đầu là nó khóc luôn á. Mà tại nó cắt máy, nó chuyển máy nữa. Cùng xuống luôn. Không, cái này anh. Mà em khóc được rồi. Không, anh rưng rưng mắt lần lần. Hồi nãy em nói lần đây em mới khóc đó. Ôi vậy hả? Lấy con thích em không? Ủa? Có nghĩa là khi mà hai diễn viên đóng với nhau, đặc biệt anh Cương đóng vai anh Trầm á. Hồi nãy anh kêu em nhìn xuống là em thấy á, anh nhìn nè. Rồi em tối chết thiệt rồi, cho nên em khóc luôn. Là rồi, em đúng rồi. Rồi. Rồi nè, anh xây ra nè. Cái nhỏ thiệt tình. Rồi nè, anh xây ra nổi nè. Rồi. Rồi. Diễn, xây ra. Diễn. Thôi Trâm. Nó sợ mày đây mà. Ông Diễn là anh đang làm luôn á. Anh quay lại. Diễn là anh hỏi luôn á. Quá lâu rồi. Rồi, ba. Diễn. Cảm động quá trời luôn vậy đó. Anh chuẩn gấp với lại bà con thấy chưa? Hồi đó tôi đã từng phán rồi. Yeah. Làng của mình ra thế nào cũng có một cái hạnh phúc về quê như hôm nay vậy đó. Dạ thưa thầy, yeah. Bây giờ đó, là đến bây giờ đó là tụi con là phán lại cho thầy nè. Yeah. Đã chờ cái sự mà thầy đó là lường gạt tụi con từ mấy lâu nay. Bây giờ tụi con sẽ xử lại thầy nè. Đánh cho đã đi rồi tôi nhốt vào. Anh chửi em. Anh cứu em. Cái mắt diễn từ sáng tới giờ á, mắt như mà đó, mắt như mà không hẹn người ta lên 1-2 giờ chiều rồi trang điểm mà giờ này quay là đẹp, 6-7 giờ sáng mới được, bắt lên cho sớm mà ăn sáng còn Tấn Hoàng đói bụng dễ sợ, người thì Tấn Hoàng nhớ gì mà nhớ. Nhớ đến mức độ mà không cho dừng lại ăn sáng luôn. Trời ơi, sao nó đi qua cao tốc đi buồn chín kẹp đường kẹt thôi. Chín giờ rưỡi là phải có mặt ở đoàn. Trang điểm mà chờ tới 3 giờ rưỡi mới quay mới được con đoạn đó. Phim làm kỹ như là phim nhựa mà đi thi cánh diều vàng vậy đó.
đợi.